Dạ vâng, kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Airway 301 nhé. Thì buổi chiều tối ngày hôm nay em có lên cho các bác vài cái bộ dây Canon hai đầu đực cái đấy, hai đầu đực cái carbon đấy. Thì trên tay em đây đang cầm một cái cặp Canon đực ra cái cho các bác nào mà chuyên đánh vang số hay là đẩy đấy, hát karaoke mà cần cái giải chi tiết sạch sẽ. Đấy, thì bên em đang DIY dây của Hitachi các bác nhá. Đấy, dây của Hitachi này. Đấy, dây rất là to luôn, bằng ngón út của em luôn, gần bằng ngón út. Đấy thì còn đầu rắc thì đầu rắc của Macintosh các bác nhá. Đây. Đầu rắc của Macintosh. Đầu rắc carbon của Macintosh. Cái đầu này đầu bãi các bác nhá, đầu bãi Mỹ luôn. Xịn luôn. Mà em để cho bác giá rất là đẹp thôi, 550.000 một cặp. Dài 1 mét một cặp đấy các bác nhá, giá một cặp đấy ạ. Đấy và em có lên thêm một cái cấu hình nữa. Một cấu hình nữa. Ngoài cấu hình đầu carbon ra thì em có lên cho các bác cái cấu hình đầu carbon. Dây là dây bãi Hitachi rồi. Và rắc cũng là rắc bãi luôn. Bãi Nhật các bác nhá. Đấy mà giá thì lại rất là đẹp thôi, 280.000 cho một cặp. 280.000 một cặp các bác nhá. Đấy, đầu rắc rất là đẹp nhá các bác nhá. Đấy, đầu rắc rất là đẹp. Đực ra cái 280.000 một cặp. Đấy, mà các bác nào mà ví dụ là mà xuống từ vang, xuống âm ly mà cần cái đầu cái ra V, bên em cũng lên được cho các bác nhá. Đấy, đầu rắc Hitachi này. Đầu rắc của Hitachi luôn, dây là dây bãi của Nhật luôn, dây Hitachi luôn. Hầu như là zin hoàn toàn, đều là bãi Nhật hết. Canon cũng là Canon bãi luôn. Bãi đây là bãi tồn kho các bác nhá, nên là hình thức thì nó như mới luôn, bãi tồn kho. Hình thức như mới do bên em tự DIY lên. Giá chỉ 280.000 một cặp. Dù cấu hình hai Canon hay là cái ra V hay đực ra V thì em vẫn lấy các bác giá là chỉ có 280.000 một cặp thôi. Đấy. Đấy vẫn chưa phải là cái mà hôm nay em đã khoe. Đấy, cứ lần lượt. Đấy, khoe các bác thêm một cái đầu rắc AV, hai đầu AV bông sen này. Hai đầu AV bông sen. Đấy, đầu rắc thì là đầu rắc của Hitachi các bác nhá. Đây là đầu rắc mạng vàng luôn. Hitachi luôn, cắm rất là chắc chắn. Đấy thì bên em có bọc sắc rắn thêm như này này. Đấy như trên tay em đang cầm đây, có hai mẫu trắng và đen này. Đấy các bác nhìn cái lớp sắc rắn rất đẹp luôn. Đấy nhìn phát yêu luôn. Đầu rắc thì đầu rắc miễn bàn rồi, đầu rắc bãi thì miễn bàn rồi. Tiếp xúc cực kỳ tốt các bác nhá. Cho ra cái âm thanh thì sạch sẽ. Và bộ này thì em đang để giá tại Airway 301 là 280.000 một cặp. 280.000 một cặp, hai đầu bông sen AV này. Bác nào quan tâm đầu rắc carbon hay là AV, hai đầu bông sen thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Đấy và chính hôm nay là em về được một ít cái rắc bắp chuối bãi. Ít thôi, không có nhiều đâu bác nhá. Đấy. Đây là bãi tồn kho các bác nhé. Bãi Nhật luôn, bãi Nhật xịn luôn, tồn kho. Hàng ngày em không có nhiều. Bắt nét hơi khó nhỉ. Đấy rồi. Đấy. Mà em lên combo này cho các bác là 8 rắc và có tặng kèm co nhiệt cho các bác nhé. 8 rắc tặng kèm co nhiệt cho các bác, về các bác tự DIY vào dây loa. Đấy mà em để giá chỉ có 250.000 cho một combo nhá, 8 rắc bắp chuối tặng co nhiệt tận tay các bác. Đấy mà cái rắc này thì đã là rắc bãi Nhật rồi thì em cũng không phải giới thiệu nhiều. Người ta dùng rồi mà trông vẫn còn như mới. Đấy và các bác nhìn cái từ xa xa kia, em có để mấy cái cầu loa kìa. Mấy cầu loa mà có mấy bác hỏi em là
Nếu mà rắc kẹp, dùng loa rắc kẹp thì nên dùng rắc nào? Mà lại dây nó to quá, dây loa to quá thì nên có phương án gì không? Thì em có lên cho các bác vài cái cọc loa này, máy cọc loa này. Đấy, thì cọc loa này nó sẽ như thế này này. Em hãy hướng dẫn các bác sử dụng luôn. Đây, đây cái cọc loa nó sẽ như này. Cái cọc loa này thì bình thường là các bác sẽ đấu vào cọc loa đằng sau loa luôn. Như em này, bên em sẽ DIY rời thì các bác cắm ngay trực tiếp vào cái loa, kẹp trực tiếp vào cái loa cũ của các bác. Đấy, còn cái này dây loa, ví dụ các bác dùng dây loa thì các bác cắm trực tiếp vào đây. Đấy, cắm trực tiếp vào đây. Nó có thể chơi nhiều loại. Còn đây là cái rắc mỏ chim các bác nhé. Vừa xong em cắm cái rắc bắp chuối đấy. Còn đây là cái rắc mỏ chim này. Đấy thì bác có thể xỏ thẳng vào đây và các bác vặn vào. Bác có thể câu rất nhiều loa cùng một lúc nhé. Câu rất nhiều loa cùng một lúc nhé. Đấy, tiếp theo là cái rắc càng cua này cũng vậy này. Càng cua nhỏ, đây là càng cua nhỏ. Đây là cái cầu loa not dog. Các bác nào quan tâm cái sản phẩm này cứ liên hệ trực tiếp với em. Cầu loa not dog của Mỹ các bác nhé. Đấy thì các bác có thể kẹp trực tiếp ở đây này. Đấy, nó rất là đẹp, nhìn rất là chặt không. Đấy thì cái cọc loa, cái cọc loa này thì em để cho các bác với giá là 250.000 bốn chiếc các bác nhá, là gồm 2 cặp đấy ạ. Đấy, 4 chiếc, giá chỉ có 250.000 4 chiếc cọc loa, rất dễ sử dụng luôn. Và em xin báo giá lại từng sản phẩm một nhá. Combo bắp chuối bãi Nhật em để cho các bác với giá 250.000 một combo gồm 8 chiếc các bác nhé. 8 chiếc tất cả, tặng kèm co nhiệt. Đấy, và combo 4 cọc loa là cũng là 250.000 luôn. Tiếp theo thì cái dây 2 đầu bông sen của Hitachi bọc sắc rắn, em để cho các bác với giá 280.000 này. Đấy, và 2 đầu đực cái, 2 đầu đực cái bãi Nhật, 2 đầu đực cái bãi Nhật cũng giá là 280.000 các bác nhé. Bao gồm một cặp đấy các bác nhé, dài 1 mét, một cặp dài 1 mét này. Và tiếp theo là đến cái rắc 2 đầu đực cái carbon, giá là 550.000 cho một cặp dài 1 mét đầu rắc carbon các bác nhé. Các bác dùng đầu này thì không bao giờ nó bị xỉ hay bị cũ nhé các bác nhé. Em ơi, bạn nhỏ cái âm ly xuống nào. Ok. Đấy, các bác dùng cái này thì lâu dài luôn. Đấy, dùng chục năm, 20 năm thì lúc nào nó cũng như mới hết như này. Mạ carbon mà bác. Đó. Đấy, các bác nào quan tâm sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 032 8722 916, hoặc có thể kết bạn Zalo em sẽ tư vấn chi tiết cho các bác. Đấy, rất nhiều sản phẩm các bác nhá. Còn các mẫu DAC bên em vẫn còn nhá, các mẫu loa chép này vẫn còn. Vâng, cảm ơn các bạn theo dõi video của em.